cái khúc này đi cho mấy nó hối hận luôn rồi. Giờ mình chỉ cho mọi người các một số cái tip hoặc là một số cái trang web mà dùng nó thích nha. Well, mít một đi, mấy cái này nó treo hay sao em ơi, nhanh nhanh nào. Giờ coi tướng số anh ở ngoài giờ. Em đang mặc đồ, em chụp cái tướng anh qua gỡ riêng bot anh coi ra anh đang. Không Ok. lao Đang ở trong cái em thấy rồi. Em đang định ngủ. Trời ơi, anh giấu cái này khúc cuối anh mới cho mọi người xem mà sao lại đi ngủ. Mình biết một hết nha, mình kết thúc cái mít hai này nhé, nhanh nhanh tay nào, nhanh tay nào. Đúng rồi, cái gì đặc biệt dành cho người xứng đáng mà ai xứng đáng ở lại nãy giờ không coi được, không không coi bói nha. Ai thấy một đống trên này anh lưu trên này không, một số cái đã hay không đấy. Thì mà đang ở mít một mà còn gửi gửi lên mít một gì nữa, em tưởng xin tê rốt hả? Không, anh xin bài cào không rồi em. Lưng lưng quay lại bên kia, lưng quay lại bên kia nha. Đây, cái đây là cái mid 1 này, mid 2 bên này. Mọi người bên này nhảy qua bên kia nha, nhảy theo Linh nha. Gom lại một cái cho vô quản lý nè. Ủa em thấy cái ao xài FPT của các giáo viên vô hả cô? Đó này tụi bay đó này, đứa nào có người yêu vô tao phát cho này, nhanh 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 tay này. Trong Scott hay nha. Rồi. Chị ruột chứ không phải chị ruột nha, chị Chị ruột, chị ruột. ruột. Chị này khác cha nhưng mà được cá cũng khác mẹ luôn. Có đi quốc trong đó không? Không không hàng xóm, chị này khác cha khác mẹ thôi, không hàng xóm nha. Không có dính dáng lại hàng xóm nha. Không có. Chị này khác ADN nha. Rồi. Lần này em hàng xóm may mắn gặp chị hàng xóm tốt bụng à? Ok, hiện tại là mình có cái theme của em mà mọi người hay hỏi mình dùng cái theme gì á, thì mọi người cài cái theme Dracula này nhé. Mọi người xếp cái color này. Đây, nó gọi lại theme cũ y chang như mọi người, mình hay hướng dẫn mọi người làm này, để theme như này. Quá. Đấy, tiếp theo là mọi người cài cho mình cái auto retouch name này nhá. Ví dụ như nếu mà mọi người chưa cài á, mọi người muốn đổi cái thẻ disk này thành sang cái thẻ sạc pin đi, thì ở dưới này nó vẫn là chữ disk nha, nhưng tại vì mình cài đồ thì mình đổi một lần tới này, cái dưới này nó tự động nó đổi theo nha. Ok, còn cái nào hay nữa, ví dụ một cái này mọi người dùng cái CSS này nha. Ví dụ như bên này mình có cái class tên là menu rồi, nhưng mà bên này mình không nhớ là mình đặt tên class là gì, mình chỉ cần dấu chấm thôi, nó tự động nó gợi ý cho mình cái class nha. Đây, nó tự động gợi ý cho mình cái master class mình từng đặt ở bên cái này rồi. Cái class mình từng dùng rồi nó sẽ gợi ý lại như thế này, có cái menu này. Đấy, bên này có cái menu này. Đấy, để dùng mình cài cái thư sinh này vào nhé. Cái này thì thôi. Các bạn nào có mấy cái đề đề của info của bên sản phẩm ta giới thiệu mình với nha. Cái sự luôn test hồi giờ mình không dùng nên là không biết nhé. Tiếp tục là mà mấy cái mà biểu tượng kiểu như icon mà trước này mình đã phân biệt được cái nào là cái file, cái nào là cái ảnh thì MEGS ấy, thì mọi người dùng Hiếu có xài sập lên test dùng không Hiếu ơi? Đợi con xíu dùng. Hiếu có xài cái Hiếu có dùng sập lên test không Hiếu ơi? dạ em dùng chuyển qua sập lên test không cô ơi? Em gợi ý cho mấy bạn một số cái extension bên đó đi, cô cũng không xài bên đó cho nên cô cũng rành nhá. Vậy nhờ anh Hiếu xong màn hình chỉ mọi người cái tinh xin bên làm test Hà nhé. Nội đang rất là cần, hiện tại giờ thành phố Hồ Chí Minh chỉ có xài viên xưa Code nhiều thôi, nhưng mà Hà Nội thì đang xài rất là nhiều Supreme Test. Hiếu hiếu hiếu, hiếu. Rồi anh xong màn hình tắt anh mang cô lại cho anh nhé. Cái định sinh mà đã gửi CSS class là cái CSS gì đây, tại thằng viên anh ok
Ê, giờ mình chán mọi người cô cho xin lời chị tôi không đi Ai thấy cô chị chị cũng không đủ có thể nói là nha. nếu mà bạn hai ở từ anh Hiếu hướng dẫn mọi người cái sự lên test trong vlog studio còn lại nha. Đang đưa cô sang Đó là tiếp tục mọi người đã phân biệt mắc cái icon này thì mọi người có cái icon khác thứ hai là cái này cái mete icon thêm thêm như thế này là đọc ngu tiếng Anh đó, thông cảm đây học chó tiếng Anh đi làm công ty nước ngoài à. không sao đúng không ạ. Rồi, chỉ cần mấy cái đó thôi mà em vô Hồ Chí Minh học với cô hả nói làm cho em rồi ví dụ anh xem trên một số trang web mà anh hay dùng cái này đầu tiên là cái Ôi chúc mừng anh Dũng đã rất mạnh rồi mấy bạn ơi. Rồi. trời ơi bấm lộn ông mà con quất nó chém một tí nữa nhiều đại nó bùi nó quấn rồi từ từ thôi không xà bam nha lỗi lỗi ai có lỗi lỗi tôi lỗi tôi em tưởng em rớt à lỗi tôi cái đầu tiên là cái bóc icon này nha mở trong thẻ tab mới này Chưa xem màn hình, chưa xem mở màn chưa xem màn hình nữa. Lỗi em hình. có web nào Leo mẫu là có theo không anh ok tức thì anh chia sẻ một số nguồn em xem nha à, cái đầu tiên là cái bóc icon này thường thường mọi người hay hay lên trang web ấy mọi người hay có bóc icon này lén thì mọi người dùng bằng cái này nhé trang bóc icon này ví dụ như mọi người muốn làm cái ảnh menu đúng không thì có cái bóc icon như menu kiểu này này như một số trang ấy nhưng mà một số này nó có cái icon như này này mọi người muốn bỏ vô nhưng icon đó tim này này mọi người dùng cái trang này đấy đó tim thì có này đây dùng đã tìm anh cái tim này đây chọn cái này rồi mọi người bấm vào phong nhé để nó y chang cái thẻ y thôi tiếp theo là cái trang trang này trang png img này là cái trang này là nó chứa tất cái ảnh mà nó để xóa phong sẵn cho mình rồi sau này mình chỉ cần đem về mình làm là được mấy lốt lắm nhỉ mấy lót lâu đó mình đổi về cái khác đi rồi mọi người lên lên cái Dribbble này mọi người search UI kit này mọi người dùng mọi người trên này một trang ăn code một số cái template nhìn nó đẹp này thì mọi người nhìn cái mọi người tham khảo tụi nó về mình code cho cái trang mình cho nó đẹp hơn nhé đấy trong này số landing page hàng số mẫu này Anh gửi link đi. kệ người Linh nha Tập kiếm đi. Gì cũng gửi. đây gì đây Chứ một sao số học kiếm chứ nó quen chứ. người ta xin link thôi mà từ từ người ta tự kiếm đây ví dụ như cái này dùng nó làm cái trang admin này nó không cho coi anh tải anh chưa đăng nhập vô đó nhá tiếp theo là cái box shadow này sẽ gửi lên cho mọi người luôn cái này khó kiếm đó này box shadow này thì tầm vài hôm nữa mọi người sẽ học một cái gọi là đồ bóng người ta sẽ dùng cái class là box shadow thì mọi người lên này có mấy cái box shadow người ta làm sẵn làm đẹp này mọi người chỉ cần nhấn vào này người ta copy và mình bắt trang CSS là được nhá cái này là box shadow này đấy muốn in đậm Ở in cái như này từ để từ mình chỉ nha Dũng, làm ơn đi mấy ông. cái này Chỉ từ từ hả mấy bạn hồi hả mấy bạn gom hết mấy cái lụm trên mạng này về bỏ trong cái web thầy cô tăng cho một cái là chết cái partner của mình luôn à. Cái gì cũng từ từ, chậm chậm về vậy vậy nha. thôi giờ Thôi. mắc cái này mấy cái dùng Không. sẵn thông sướng quá mọi người Dũng dùng dùng thảo cái trang mà cho này nên mấy bạn đâu cần phải suy nghĩ đâu, bạn cứ lấy bạn xài không chết luôn à. dân giáo tí đi Dấu dấu chút xíu đi, ủa đánh tém lại sao đi. à, kỳ ba kỳ bốn gì đó là bạn muốn bung cho bằng bung anh em hỏi cái anh Hiếu cái là cái anh mới gửi vô về cái link của Phong Airway Pro nhưng mà em nhớ thằng bạn em nói là cái này thì chỉ dùng dùng trong máy thôi nếu mà đưa lên trên server này nó bị khó đúng không có cái bình thường mà nó vẫn chạy được bình thường mà bình Phong thường nó mà chạy không sao đâu xin đó là đi mà linh xin mà game mà dạ anh cấp tí nha anh cấp tí nha mọi người có cái hay rồi này trong này đây rồi thằng em chia sẻ một số cái
Với em sưu tầm được là một số tài nguyên những thứ trong cái tình học này, thì học code thì có những trang như thế này. Thì tí nữa mình sẽ gửi trong cái Zalo cho mọi người. Bắt đầu lộ trình phong lên để cho mọi người theo web luôn. Thì có những gì kinh nghiệm đi phỏng vấn này như nào, video phỏng vấn của Rexer của React. Đây muốn tôi nói cho mọi người là các tiếng Anh này, học thiết kế học tiếng Anh này như nào này. Đấy, thì tí nữa mình gửi gửi cái này cho mọi người tham khảo nha. Bí kíp võ công có như chó chơi gì À, hả bí kíp, bí kíp. À, em, ủa sao ở đây có hai cái vậy? trời. Copy paste vẫn sai nữa. Đây, bí Rồi, kíp. mấy bạn nữ xinh đẹp lại lại ao hết trơn rồi. Đây, bí kíp võ công này trao lại cho mọi người nha. Dán lên thập bát chưởng nữa, tí này, học đó theo nữ người ta đi. Ok thì có nhiều đó thôi, sau này làm bài sơ gặp một số cái mà cái nào mình thấy hay mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người nhé. Tiếp tục là anh Hiếu sẽ hướng dẫn mọi người một cái tinh sinh hay hay ho ho gì đó ở bên bên cái app mọi người Hay dùng hay ho đó. Hay ho hay ho ho đó thì anh. hay ho ho thì chưa có, cơ bản thì có, bởi vì Ừ. hay ho để mình cũng có nhiều cái hay lắm, nhưng mà buông dấu để cho mấy bạn nhỏ Tìm hiểu hả anh? tự bớt bớt để nó không nhắc phụ thuộc mình đi làm, mình chưa sử dụng cái đó được. Nên thôi các Dạ bạn cứ vui làm, nhắn vào cái link cơ bản mình mới gửi đấy thì được rồi, để luyện code code phần tách tay đi cho nhiều. anh Hiếu, anh Hiếu có gửi mọi người một cái link để mọi người học á, mọi người cài cái này vô nhé. Mới học mà gửi mấy cái link của người đi làm, mấy cái gì hay người làm là mấy bạn nhiều đấy. Yên tâm nha Hẹp, trước đó sẽ có một buổi hướng dẫn ở xem anh nha, lên layout trang chủ full. Đúng rồi, TikTok sẽ dành cho một buổi là layout thứ này kia, anh mình sẽ ép nhẹ nhẹ chứ còn qua TikTok thì mình làm cái nó hoàn thiện luôn. Anh làm một tiếng gương anh thì mọi người không hiểu, nên vừa làm Mấy bạn mới học cố gắng học đi, có khi qua Tết anh tìm người làm đồng đội á. anh học anh cuốn quế em quên digital á. Anh đề cấp mà nghe trẻ cuốn anh nói anh dũng mới chơi gốm lắm. Thật ra mấy bạn chỉ cần biết là lên layout như thế nào thôi, còn làm assignment là cái gì là do mấy bạn nha. Đã Chỉ cần hướng dẫn full hết những cái assignment vậy đó, rồi mấy bạn muốn lên bốc kiểu gì là tùy mấy bạn ha. Bữa sau thì tại vì nếu mình làm nhanh thì anh làm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi thì xong được một cái layout, nhưng mà vừa làm vừa giải thích từng cái CSS á, thì lúc đó anh sẽ giải thích từng cái CSS nó sẽ tác dụng như thế nào, nó sẽ phù hợp cho những hoàn cảnh nào, thì lúc đó nó làm lâu hơn thì cứ 2 3 buổi thì anh sẽ xong một cái sở mình nhé. Xong thì trước khi thi anh sẽ có một buổi mình ôn thi cho mọi người lại, anh sẽ làm 2 3 cái đề thi của những khóa trước, thì sau này thì cái đề thi nó cũng tự tựa thôi, sẽ mình làm tốt thì thi mình thi tốt thôi, không có gì hết. Anh làm chủ đề gì vậy? Lúc lúc đó thì muốn làm chủ đề thì anh làm chủ đề đó nhé. Muốn làm đề cấp, muốn bắn đất hay là muốn bắn đồ CD, làm nhâm giữa ve chai thì anh làm nhé. Thầy kêu làm web trường cấp B của mình thì cũng được. Thì em cứ dựa lên cái web của FPT đi rồi em chuyển sang thành ở trường cấp B của mình thì cũng được. Đánh bạc online à? Được. Được bạn, bạn cũng có khả năng thì cứ chơi luôn. Không, em code giao diện không mà anh, đâu có code ở trong đó nó hơi khó, code giao diện thôi đại xíu mà Được chưa, full full đúng chưa? đồ 88 mình tháo cờ bạc quá nha, đuối này ra nha phải bây giờ đúng không? Đâu có ai biết cái gì đâu. Tự nhiên nó hiện ở trên màn hình trong ngoài ấn thôi. Không biết gì nha. Anh xin lớp 2 của anh với. Là like thế Thảo ơi. Thật đó. Ok, thôi tâm sự tốt cái record này lại tí gửi cho mấy bạn nha. Ok. Thì mấy buổi buổi này